Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Ngọc nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu quý cô chú anh chị. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. Chị chào Thái. Dạ em chào cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay nhà vườn có lên số hoa giấy ghép thành phẩm. Em mong cô chú anh chị thương tình ủng hộ cho em ạ. Và em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ em kênh Pháp Thái cũng như ủng hộ cho nhà vườn em. Mà em cũng bữa nay em xin nói với cô chú anh chị là cái số cây hoa giấy em lên clip này thì em đều qua phí ship. Nhưng mà cây hoa giấy thì giao tới nơi cũng nhiều khi cũng có cũng hoa, cũng lá chút đỉnh á. Cô chú thương tình ủng hộ mà nhận giúp hàng giúp em nha. Chứ để nhiều khi giao tới nơi cô chú anh chị có phàn nàn là hoa giấy qua tới nơi cũng bông cũng lá hết à. Không chấp nhận hàng á. Nên em hôm nay cũng báo với cô chú anh chị về thương tình thì ủng hộ em thì nhận hàng giúp em. Rồi địa chỉ nhà vườn em là ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0706 763012, cũng là số Zalo của em. Mong cô chú thương tình ủng hộ em ạ. Dạ thì hôm nay em quay lên là clip E nha cô chú anh chị. Dạ đầu tiên lên E ạ. Rồi một cặp của anh chị em, dạ. Một E. Dạ một cây tím tiết và một cây tím bớm ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 12. Dạ cao là 78. Dạ tán ngang là 55. Dạ dòng cổ em đo được là 11. Dạ cao là 78. Dạ tán ngang là 45. Dạ hai em xin giao lưu là 280 gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ clip này em đều bao phí ship nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 2E ạ. Một cặp lá xanh của anh chị em. Dạ dòng cổ em đo được là 10. Dạ cao là 52. Dạ tán ngang là 38. Dạ dòng cổ em đo được là 15. Dạ cao là 52. Dạ tán ngang là 40. Dạ 2E em xin giao lưu là 260 ạ. Dạ 260 ạ. Gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ em ghép là tím siêu bông lá xanh ạ. Trắng tuyết. Và ghép bi da. Và cây này ba màu của chú nha cô chú anh chị. Cây này thì gồm có tím tuyết, trắng tuyết. Tím tuyết không có trắng tuyết. Bà lá canh lá xanh. Bà lá canh lá xanh. Cũng ba màu của anh chị em. Cũng ba màu mà không có màu trắng. Và tiếp theo lên cho mình là mã 3E. Và một cặp tím lá xanh cô chú anh chị. Dòng cổ em đo được là 11. Dạ cao là 52. Dạ tán ngang là 40. Dạ dòng cổ em đo được là 10. Dạ cao là 52. Dạ tán ngang 40. Dạ 3E em xin giao lưu là 280 gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ em ghép không có là hồng tuyết mà hồng tiết ạ. Trắng tiết là 2. Bề la canh lá xanh là 3. 1 2 3 4, cây này là 4 màu nha cô chú anh chị. Con này màu 1 là màu hồng tiết, 2 là bề la canh lá xanh là 2, màu trắng là 3. Tím tiết nữa là 4. Mỗi cây 3 4 màu anh chị em. Dạ mỗi cây 4 màu nha cô chú anh chị. Dạ 3 ạ. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 4E ạ. Một cây ghép bi da và một cây ca da ta nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 12. Dạ cao là 58. Tán ngang là 40. Dạ dòng cổ em đo được là 10. Dạ cao là 68. Dạ tán ngang là 50. Dạ 4E em xin giao lưu là 280 gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 5E ạ. Đỏ rất phía da anh chị em. Dạ dòng cổ em đo được là 13. Dạ cao là 47. Dạ tán ngang là 50. Dạ dòng cổ em đo được là 11. Dạ cao là 52. Dạ tán ngang là 45. Dạ 5E em xin giao lưu là 260 ạ. Tiếp theo em lên cho mình là mã 6E ạ. Dạ một cây tím tiết và một cây tím bớm nha cô chú anh chị.
Ủa cái này tím lá xanh chứ, em lộn ạ. Dạ vòng cổ em đo lực là 10, dạ cao là 53, tán ngang là 45, dạ vòng cổ em đo được là 9, cao là 68, dạ tán ngang là 45, dạ 6 em xin giao lưu là 240 ạ. Rồi một cặp nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cho mình là mã 7 e. Và một cặp phụng hoàng lửa nha cô chú anh chị, còn gọi là Đài Loan tím. Dạ vòng cổ em đo được là 13, dạ cao là 58, dạ tán ngang 40. Dạ vòng cổ em đo được là 13, dạ cao là 54, dạ tán ngang 40. Dạ 7 em xin giao lưu là 260 ạ. Gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 8E. Dạ một 8E là một cặp tiểu Ấn Độ ạ. Dạ vòng cổ em đo được là 13, dạ cao là 50, dạ tán ngang là 40. Vòng cổ em đo được là 11, dạ cao là 62, dạ tán ngang là 40. Dạ 8E em xin giao lưu là 240 ạ. Gồm một cặp nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cho mình là mã 9E. Một cây 9E là một cây tiểu Ấn Độ. Còn bên đây là hai em ghép là còn có hai màu Anana với là tiểu Ấn Độ nha cô chú anh chị. Dạ vòng cổ em đo được là 13, dạ cao là 80, dạ tán ngang là 55. Dạ vòng cổ em đo được 17, cao là 64, dạ tán ngang là 45. Dạ 9E em xin giao lưu là 400 ạ. 400 gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 10E. 10E cũng là một cặp tiểu Ấn Độ ạ. Dạ vòng cổ em đo được là 9, dạ cao là 56, dạ tán ngang là 38. Dạ vòng cổ em đo được là 11, dạ cao là 54, dạ tán ngang 40. Dạ 10E em xin giao lưu là 250 ạ. Gồm một cặp nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cho mình là mã 11E. Và một cặp kép chùm nha cô chú anh chị. Dạ vòng cổ em đo được là 10, dạ cao là 52, dạ tán ngang là 35. Dạ vòng cổ em đo được là 12, cao là 54, dạ tán ngang là 40. Dạ 11 em xin giao lưu là 300 ạ. Gồm một cặp nha cô chú anh chị. Kép chùm này thì cây mini nhưng mà em cũng ghép đủ 5 màu cho cô chú anh chị mình ha. Cây này là có màu trắng, màu đỏ và màu cam và màu hồng, hoa hồng và màu tím ạ. Cây này thì em ghép vào màu trắng, màu hồng, màu cam, màu đỏ. Cũng như hai cây này cũng 5 màu như vậy nha cô chú anh chị. Màu nó cũng giống nhau ạ. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 12E. Cũng là một cặp kép chùm nha cô chú anh chị. Vòng cổ em đo được là 13, dạ cao là 72, dạ tán ngang là 40. Dạ vòng cổ em đo được là 13, dạ cao là 64, dạ tán ngang 40. Dạ 12E em xin giao lưu là 300 ạ. Gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ cái này thì em cũng ghép mỗi cây gồm có 5 màu cô chú anh chị. Màu cam, màu trắng, màu tím, màu hồng, màu đỏ. Dạ mỗi cây em cũng ghép đủ 5 màu ạ. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 13E.
và một cây thì Ấn Độ nha cô chú anh chị. Cây này thì hoa nó đặc hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Dạ vòng cổ em đo được là 14. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 50. Dạ 13 em xin giao lưu là 260 ạ. Dạ cây này thì nó có một vết nhẹ thôi, nó không có ảnh hưởng gì tới cây của mình nha cô chú anh chị. Hai trăm sáu mươi cho mã 13. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 14 e. Dạ cũng là một cây cách chùm nha cô chú anh chị. Dạ vòng cổ em đo được là 19. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 50. Dạ mã 14 em xin giao lưu là 300 ạ. Dạ em cũng bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Cây này thì em ghép gồm có màu đỏ, màu hồng, màu trắng và màu cam và trắng phớt hồng ạ. Dạ cây này thì cũng có 5 màu, nhưng mà mấy cái bo này thì nữa cô chú anh chị nào có chốt thì em sẽ cắt ngang, em chét keo lại ha. Mấy cái này thì nó vụt rồi nhưng mà vẫn còn giữ đủ 5 màu cho mình nghe cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 15E. Dạ cũng là một cây kép chùm nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 19. Dạ cao là 82. Dạ tán ngang là 55. Dạ mã 15 em xin giao lưu là 300 ạ. Dạ cây này thì em ghép gồm có 4 màu hả nghe cô chú. Chú nó vụt hết một màu rồi, còn có 4 màu hả. Cô chú anh chị nào ưng thì chốt giúp em. Một màu là màu đỏ, hai là màu cam, ba là trắng, bốn là màu hồng ạ. 1 2 3 4. Dạ bốn màu ạ. Trên này thì tàn nó quá trời nhiều luôn mà nó thiếu một màu. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 16E. 16E cũng là một cây tiểu Ấn Độ nha cô chú anh chị. Cây này thì bông nó rực hết trơn rồi cô chú anh chị ạ. Dòng cổ em đo được là 15. Dạ cao là 90. Dạ tán ngang là 55. Dạ 16 em xin giao lưu là 280 ạ. Ủa mã là mười mấy vậy? Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 17. Tưởng là thiếu anh mã. Cần lá vàng của anh chị em. Dạ dòng cổ em đo được là 18. Dạ cao là 64. Dạ tán ngang là 50. Dạ 17 em xin giao lưu là 300 ạ. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 18E. Cẩm thạch nhiều màu của anh chị. Dạ dòng cổ em đo được cho mình là 18. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 55. Dạ 18 em xin giao lưu là 280 ạ. Dạ em ghép gồm có là màu vàng thái, màu đỏ là 2, tím siêu bông là 3, màu trắng là 4, tím tiết là 5, bề la can là 6. Dạ cây này gồm có 6 màu nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 19E. Là một cây organ cam nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 18. Dạ cao là 64. Dạ tán ngang là 50. Dạ 19 em xin giao lưu là 300 ạ. Lá rất đẹp quý anh chị em. Tiếp theo em lên cho mình là mã 20 ạ. 20E. Và một cây tím lụa ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 17. Cao là 62. Dạ tán ngang là 50.
Dạ 20 em, xanh dâu lưu là 300 ạ. Cái tím lụa thì nó sổ bông bắp hết trơn rồi cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 21E ạ. Cũng là một cây cẩm thạch nhiều màu ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 21. Dạ cao là 80. Dạ tán ngang là 55. Dạ 21 em xin giao lưu là 300 ạ. Cái này em ghép gồm có tím tiết là 1, màu trắng cẩm thạch là 2, bè la can là 3, tím siêu bông là 4, màu vàng thái là 5, màu hồng là 6. Dạ cây này gồm có 6 màu nha cô chú anh chị. Để em coi cái phải bè la can không? Phải à? 6 màu. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 22 ạ. 22E ạ. Dạ một cây dưa hấu 3 màu nha cô chú anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 16. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 50. Dạ 22 em xin giao lưu là 250 ạ. Dưa hấu em ghép gồm có 3 màu nha cô chú anh chị. Màu vàng, màu hồng và màu đỏ ạ. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 23. Lọn cây gô đình rau nha cô chú anh chị. Dạ dòng cỏ em đo được là 15. Dạ cao là 60. Dạ tán ngang là 40 ạ. Dạ 23 em xin giao lưu là 240 ạ. Cây này thì cô chú anh chị nào mua về lấy bo thì bo nó rất là vừa ghép mà nó dài, nó vừa ghép nó cô chú anh chị. Tiếp theo lên cho mình là mã 24 ạ, cũng là một cây dưa hấu 3 màu ạ. Rực rỡ hoa quý anh chị em. Dạ dòng cổ em đo được là 16. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 55 ạ. Dạ 24 em xin giao lưu là 250 ạ. Em ghép còn có 3 màu nha cô chú anh chị. Cái này là màu vàng, màu hồng và màu đỏ ạ. Dạ tiếp theo em lên cho mình là mã 25E. Dạ dòng cổ em đo được là 13. Dạ cao là 62. Dạ tán ngang là 50. Dạ mã 25 em xin giao lưu là 240 ạ. Dạ thì mã 25 cũng là mã của clip của nhà vườn em hôm nay ạ. Em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ cho kênh Pháp Thái cũng như ủng hộ cho nhà vườn em ạ. Em xin thành thật cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Ngọc nha.